Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Bình đang điều tra vụ việc một tài xế xe tải mang sát người vứt bên lề đường rồi lên xe bỏ đi. Lực lượng chức năng đã trích xuất hình ảnh camera an ninh tại tuyến đường xung quanh hiện trường để xác định biển kiểm soát xe tải và nhận dạng tài xế. Sáng ngày 1 tháng 12, lực lượng thanh niên xung phong đứng điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ quốc lộ 1, đường Lê Thị Dương, phường Thới An, quận 12 thì thấy một xe tải dừng trên đường theo hướng về thành phố Thủ Đức. Sau đó, Tài xế này đã bế một người đàn ông lớn tuổi rồi đặt sát bên lề đường. Tiếp đó, tài xế xe tải dắt chiếc xe gắn máy ở hiện trường vào dự sát chỗ người đàn ông đang nằm, rồi nhanh chóng leo lên xe tải bỏ đi. Khi người dân tới kiểm tra, thì người đàn ông kia đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận thông tin, viện kiểm sát nhân dân địa phương đã cử kiểm sát viên đến phối hợp với công an quận 12 khám nghiệm hiện trường. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.